Tiền nhiều để làm gì là mà để nó tới ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền quyền để làm gì? Đây là một điểm tuần của Chuyển động 24 giờ. Câu hỏi bỗng trở thành trào lưu rõ nhất của tuần đã có ở trong đoạn clip vừa rồi. Tiền nhiều để làm gì? Một câu hỏi mà nếu rơi vào thời điểm khác thì có lẽ là nhiều người trong chúng ta sẽ cho là thật ngô nghê và thừa thãi. Nhưng giờ, trong bối cảnh của tuần này thì nó lại thật hóc búa và nhiều triết lý. Giờ hãy bắt đầu thử phân tích câu nói này. Trước tiên đó là cụm từ tiền nhiều. Không phải, chính xác phải nói là rất nhiều tiền để làm gì? Và câu trả lời có thể nhìn thấy trực diện nhất ở đây. Tiền nhiều để làm gì? 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 Tiền nhiều để làm gì?